nguyện phía sau, nguyện thứ 29, sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả. Hai câu nói này phải ghi nhớ. Từ cõi thật báo thượng thượng phẩm đến cõi đồng cư hạ hạ phẩm không hề ngoại lệ. giai đồng nhất tâm trụ ư định tụ nhất tâm là nhân định tụ là quả cho nên chúng ta niệm phật mục đích ở đâu nhất tâm bất loạn đây là yêu cầu của người niệm phật chúng ta nhất tâm có cạn sâu khác nhau công phu sâu tổ sư đại đức ở trong chú sớ nói với chúng ta lý nhất tâm bất loạn công phu cạn sự nhất tâm bất loạn không luận là sự là lý mỗi người có cạn sâu đẳng cấp không đồng nhau chúng ta niệm phật đọc kinh cũng như vậy phải lấy nhất tâm bất loạn làm mục tiêu nói đến nhất tâm có một số đồng tu nghe rồi liền lo sợ vì sao vậy nhất tâm làm không được làm không được thì không có hy vọng vậy thì pháp môn này không thể tu đi tìm pháp môn khác vậy là bạn sai rồi hoàn toàn sai lầm nhất tâm sâu thì chúng ta không có hy vọng nhất tâm cạn có hy vọng Nhất tâm cản nhất Chúng ta thường nói công phu thành khối Phải lấy cái này làm tiêu chuẩn Bao gồm tất cả chúng sanh Đồng tu niệm Phật Đều có thể làm đến được Vấn đề chỉ sợ bạn không chịu làm Nếu bạn chịu làm Thì không thể không làm được Cái gì gọi là công phu thành khói Trong đây cũng phân ra xử lý lý chúng ta không nói chúng ta nói sự như hứa triết nữ tu bà được đó là sự công phu thành khói người niệm phật ở mọi lúc vào mọi nơi ở trong lòng chỉ có một câu a di đà Phật Ngoài a di đà Phật ra Bất cứ thứ gì Cũng không có Để gọi là công phu thành khối Cầu nguyện giảng sanh Thì chắc chắn được sanh Câu nói này Chúng ta vẫn phải đem nó nói cho rõ ràng Đồng tu không thể hiểu lầm Rốt cuộc Sự nhất tâm đó là cạn nhất Làm thế nào thực tiễn Có lẽ bạn nói sự việc trong nhà tôi quá nhiều Công việc của tôi quá nhiều Tôi không cách nào buông xả Nhà Phật gọi buông xả Không phải bạn tưởng tượng ra Sự việc công tác của bạn vẫn cứ làm Sau khi làm việc xong rồi thì trong lòng không nên nghĩ tưởng không nên chấp trước nữa chấp trì danh hiệu khi có việc thì danh hiệu buông xuống chuyên tâm làm việc sự việc làm tốt rồi sự việc buông xuống nhất tâm niệm phật có như vậy phật cũng niệm được tốt sự việc cũng làm tốt không thể nói không làm việc gì không có cái đạo lý này. Vì thì hoàn toàn trái ngược pháp mà Phật đã nói, Phật thường nói, Phật pháp ở thế gian không làm hỏng thế gian pháp. Pháp thế gian có ảnh hưởng hay không? Không có ảnh hưởng. Đặc biệt là trên kinh Hoa Nghiêm đã nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta xem thấy vì nữ tu họ hứa này thì bạn rất rõ ràng bạn thấy bà một ngày từ sáng đến tối bận rộn không chút rảnh tay rất nhiều người cần giúp đỡ đều đến tìm bà bà rất từ bi trước giờ chưa từng cự tuyệt đều là tận tâm tận lực giúp đỡ người khác trong tâm không nhiễm một trần đó gọi là buông xả Hay nói cách khác Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng Buông xả phân biệt Buông xả chấp trước Buông xả tự tư tự lợi Buông xả danh vọng lợi dưỡng Buông xả năm dục sáu trần Buông xả tham sân si mạng Chính là buông xả những thứ này Buông xả vọng niệm Bà có chánh niệm Cái gì là chánh niệm? niệm? Vì tất cả chúng sanh phục vụ Đây là chánh niệm Hay nói cách khác Nghĩ chính mình Là lỗi lầm Là vọng tưởng Nghĩ cho người khác là chánh niệm Mỗi niệm vì chúng sanh Vì chúng sanh phục vụ Trong vì chúng sanh phục vụ Quyết định không thể quên đi Giúp chúng sanh giác ngộ Thì bạn liền tương ưng với nguyện của Phật Tâm của Phật người thế gian cũng có gì tất cả chúng sanh phục vụ thế nhưng trong phục vụ thì lơ là giúp chúng sanh giác ngộ vậy thì cái phục vụ của bạn bạn có được là phước báo của thế gian không ra khỏi tam giới nếu như giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ đó chính là phước báo xuất thế gian chúng ta gọi là công đức không phải phước đức công đức xuất thế gian giúp cho người giác ngộ giác ngộ có thể siêu diệt tam giới không giác ngộ phước báo có lớn hơn bạn cũng có thể sanh đến trời dục giới trời sắc giới Sanh đến trời ma hê thủ la Đó là Phước báo của thế gian Vẫn chưa khai ngộ Vẫn chưa lìa tướng Người khai ngộ lìa tướng Ngày nay chúng ta muốn cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Cái thế gian này phải buông xả. Buông xả cái gì? Nhất định không có ý niệm lưu luyến. Bạn đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật thế gian này vẫn có tham luyến thì bạn không thể giảng sanh. Nhất định không có ý niệm tham luyến. Tất cả người sự vật đều là lợi ích chúng sanh. không liên quan gì với chính mình lời của tâm môn thường nói không hề can thiệp thiện tâm thiện hạnh thiện nguyện của chúng ta có thể làm đến được viên mãn chúng sanh có phước chính mình không tính công Thiện tâm thiện hạnh của ta Làm không viên mãn Chứng ngại rất nhiều Chúng sanh Phước mỏng Cũng không liên quan gì với ta Ta cũng không có lỗi lầm Làm được viên mãn Thì không có công lao gì Làm không viên mãn Không có lỗi lầm Thanh tịnh tự tại Đây là trong Phật Pháp thường nói Làm mà không làm Không làm mà làm làm trước giờ chưa từng bị gián đoạn Ngày ngày đang làm sự nghiệp Lợi ích chúng sanh Tâm địa thanh tịnh Không hề chiêm nhiễm Đây là Phật dạy chúng ta Chúng ta đi thăm hứa nữ tu Trong văn phòng của bà Chúng ta chỉ xem thấy một tấm hình Mẫu thân của bà Ngoài ra không có bất cứ thứ gì Có rất nhiều người trong xã hội Tặng cho bà rất nhiều và kỷ niệm Biểu dương bà Bà trước giờ không hề treo lên đều cất lại hết có thứ thì bỏ đi bà không cần những thứ này đoạn ác tu thiện là sự việc của chính bản thân chúng ta không phải cần người biểu dương ta mới làm vì người ta không tán thán không biểu dương thì ta không làm không phải vậy không hề liên quan đến những việc này chính xác cùng tương ưng viên mãn với lời giáo huấn của chư phật như lai cổ thánh tiên hiền đây không phải phần ít phần nhiều là tương ưng viên mãn cho nên chúng ta tu hành nhất định phải hiểu rốt cuộc chúng ta tu cái gì chúng ta tu là nhất tâm bất loạn nhất tâm là chân tâm khi chúng ta giảng đại kinh cũng đã từng nói qua nhiều lần nhất tâm là nhân chánh nhân pháp giới nhất chân là chánh quả nhất tâm mới có thể chứng được pháp giới nhất chân do đây có thể biết hoa tạng là nhất tâm sợ chứng thế giới cực lạc cũng là nhất tâm sợ chứng hoa tạng là pháp giới nhất chân thế giới cực lạc cũng là pháp giới nhất chân ba tâm hai ý thì không thể chứng được Nói ra như vậy Cái tiêu chuẩn này rất cao Là rất không dễ gì làm được Thế nhưng tình tông Diệu là diệu ở chỗ này Chúng ta chỉ cần một thời gian ngắn Được nhất tâm thì được Bình thường bạn mỗi ngày Có được thời gian mấy phút được nhất tâm bất loạn công phu của bạn đã xem là không tệ rồi dần dần cái thời gian này có thể kéo dài mấy phút thì có thể đến mười mấy phút đồng hồ hai ba mươi phút đồng hồ việc này thời gian ngắn có thể làm được thời gian dài thì không làm được ngày ngày đang bồi dưỡng khi lâm chung vào lúc đó cái sát na đó cũng là nhất tâm bất loạn thì giảng sanh cái này trong các pháp môn khác không có đây là thù thắng của tịnh tông nếu muốn ở lúc lâm chung nắm chắc được phần hoàn toàn ở lúc bình thường buông xả được cho nên bình thường đối với thế duyên không chỉ thế duyên pháp duyên cũng không ngoại lệ phải xem được rất nhạt Phải xem được rất nhẹ Không nên chấp trước quá đáng Chúng ta dễ dàng được nhất tâm Phải học cái gì Thế nào cũng tốt Việc tốt, tốt Việc không tốt, cũng tốt Người tốt, rất tốt Người không tốt, cũng tốt Tâm của bạn mới được thanh tịnh Ở ngay trong tất cả cảnh duyên Chân thật là không khởi phân biệt Không sanh chấp trước Bạn mới dễ dàng được nhất tâm Đến thế giới Tây Phương cực lạc Chứng quả Bình đẳng Nhất tâm mới bình đẳng chúng ta xem thấy ở trong nguyện thứ năm người sinh đến thế giới tây phương cực lạc hình tướng dung mạo đều như nhau đều không có khác biệt tất đồng nhất loại vì sao đồng một loại tâm đồng lời nói này khi tôi còn trẻ có qua cái kinh nghiệm này khi tôi giảng kinh cũng nói qua với các vị mấy lần thời kỳ kháng chiến tôi ở quý châu lớp của tôi có một bạn học họ trương dáng người nhỏ thấp sau khi kháng chiến kết thúc Tôi đi học ở Nam Kinh, lớp học ở Nam Kinh của chúng tôi cũng có một bạn học như vậy. Không phải là một người, tướng mạo thì giống như nhau, động tác cũng giống nhau. Cho nên có một hôm tôi gọi anh ấy đến, tôi nói anh có những sở trường gì, có những cái tâm bệnh gì. Anh ấy ngẩn người, anh ấy nói làm sao mà anh biết được, anh biết xem tướng sao? Tôi nói tôi không biết xem tướng, tôi đoán vậy thôi ngày trước tôi có một bạn học tướng mạo giống y như anh vậy động tác của anh khi đi cũng đều rất giống cho nên tôi nghĩ ưu điểm khuyết điểm của người bạn học đó đại khái anh cũng đầy đủ khi vừa nói ra không sai việc này nói rõ trên kinh phật đã nói tâm giống nhau diện mạo liền giống nhau nghiệp báo cũng giống nhau Người của thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi mỗi đều là được nhất tâm bất loạn Chính là được nhất tâm Trình độ cạn sâu Không giống nhau Cho nên mới có khác biệt Bốn cõi chính phẩm Hay nói cách khác Đều không có vọng tưởng Đều không có phân biệt Đều không có chấp trước Tâm đồng Phật tâm Đó chính là Phật tâm chính là chân tâm của chúng ta cho nên tâm đồng rồi quả báo liền giống nhau quả báo là định tụ định tụ là thuật ngữ của nhà phật phật nói tất cả chúng sanh có thể phân làm ba loại chánh định tụ tà định tụ bất định tụ Ba loại này nói tất cả chúng sanh Là nói tất cả chúng sanh học Phật Không học Phật thì không bao gồm ở trong đó Tất cả người tu hành Phân làm ba loại Định tụ Chính là nói rõ Chắc chắn được chánh quả Vì sao vậy? Nhân của họ chánh Nhân thuần chánh Tương lai quả báo nhất định là chân thật đây gọi là định tụ Chỗ này nói Giai đồng nhất tâm Người đã đạt đến nhất tâm bất loạn Không mong cầu thế giới Tây Phương cực lạc Họ cũng chứng chánh quả Thế nào là chánh quả? công phu cao được lý nhất tâm bất loạn quả báo của họ là pháp thân đại sĩ công phu cạn quả báo kém hơn một bậc họ chứng quả a la hán bích chi phật quyền giáo bồ tát nhân chánh Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Cũng phải đầy đủ Cái điều kiện này Chánh định tụ Chắc chắn Chứng thành chánh quả Loại thứ hai gọi là Ta định tụ Ta định tụ Là nhân Của họ không chánh Chúng ta thường nói Nhân địa không thật Thì quả bị xấu Nhân tại vì sao không thật Không lìa bốn tướng Nói dễ hiểu hơn một chút Ý niệm tự tư tự lợi Chưa đoạn được sạch sẽ Cho dù tu bất cứ pháp môn gì Ý niệm tự tư tự lợi Vẫn tồn tại Xen tập ở ngay trong đó cái nhân địa này không chánh quả báo của họ đã bị trừ đi rất lớn việc tu học của họ tương lai là quả báo ở tam giới phước báo của tam giới đến nơi nào để hưởng thì không nhất định vì phải xem hành nghiệp của họ thiện nghiệp ở trên trời hưởng Kế đến ở nhân gian hưởng Nếu như họ có ác nghiệp Vậy thì ở trong đường súc sanh Đường ngạ quỷ để hưởng phước Mỗi mỗi không như nhau Đây gọi là ta định tụ Họ không thể thành chánh quả Còn có một loại gọi là bất định tụ Người bất định tụ Cũng không ít Vậy phải xem duyên phận Nếu họ thân cận Thiện tri thức Họ liền biến thành chánh định tụ Nếu họ thân cận tà tri thức Đi theo người sai Họ liền biến thành tà định tụ Cho nên họ không định Phải xem duyên phận Loại người này Chiếm đại đa số phàm là Người bất định tụ Học đúng lão sư Học đúng pháp môn Tu học pháp môn tịnh độ Họ giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Liền biến thành chánh định tụ Bất định liền biến thành chánh định Ở thế giới Tây Phương cực lạc Ngay đời Chắc chắn chứng được Vô thượng Bồ Đề bổn kinh đã nói giai thị a duy diệt chí bồ tát trên kinh di đà nói a bệ bạc chí đây là dịch âm tiếng phạn hoàn toàn như nhau ý nghĩa là không thoái chuyển cái không thoái chuyển này tổ sư đại đức ở trong chú giải nói viên chứng tam bất thoái vậy thì còn gì bằng viên chứng tam bất thoái thế tôn thông thường ở trong kinh luận đại thừa nói với chúng ta bồ tát thất địa trở lên Mới có thể viên chứng tam bất thoái Đây là hiện rõ Thù thắng của thế giới cực lạc Cõi nước chư Phật khác Không thể nào so sánh Cõi phàm thánh động cư Của thế giới cực lạc Người hạ hạ phẩm giảng sanh Sanh đến thế giới cực lạc Cũng là a duy việt trí bồ tát nói rõ gì bất thoái hành bất thoái niệm bất thoái chân thật không thể nghĩ bàn cho nên đọc đến cái tiếp kinh văn này thích ca mâu ni phật Tường tận Nói với chúng ta Thế Tôn Ngài nói với chúng ta Chính là đại diện Mười phương Tất cả chư Phật Đồng thời Giáo huấn chúng ta Lời nói này có thể sai được hay sao? nhờ vào giáo huấn này chúng ta liền phải phát tâm không đến tây phương không được không đi không được vì sao vậy quá thù thắng rồi cái duyên phận này đến nơi nào để tìm ngày nay chúng ta nói cơ hội cái cơ hội này nơi khác không tìm ra được một pháp môn nào nếu muốn làm a duy diệt chí bồ tát việc này ở trên kinh phật nói chỉ ít phải tu hai a tăng kỳ kiếp hai a tăng kỳ kiếp vẫn là pháp thân đại sĩ bắt đầu từ viên giáo sơ trụ không phải phàm phu chúng ta phàm phu chúng ta không biết được phải tu đến kiếp nào mới có thể đạt đến cái địa vị này thế nhưng ở thế giới tây phương cực lạc chúng ta ngay một đời liền thành tựu việc này chúng ta nhất định phải biết nhất định phải tường tận cư sĩ bằng tế thanh nói cơ hội lần này là một ngày mà từ vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp chỉ có rõ ràng tường tận họ mới biết trân trọng. Mới không để cơ hội này dễ dàng lỡ qua. Các vị phải nên biết, các pháp thế gian thấy đều là giả. Đều không phải là thật. Chúng ta muốn đem thời gian, tinh lực lãng phí vào nơi đó, đáng tiếc quá đáng tiếc. Không những truy cầu thế pháp Bạn thật đáng tiếc Truy cầu Phật Pháp Các pháp môn khác Cũng là đáng tiếc Vì sao vậy? Ngay đời này không thể thành tựu Nhiều nhất là Được phước báo trời người Không thể ra khỏi ba cõi Vậy chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Chúng sanh thời kỳ mạt Pháp nếu muốn ở ngay trong một đời viên mãn bồ đề chỉ có cái pháp môn này cho nên chúng ta nhất định phải trân trọng ngay đời này thành tựu thế tôn ở trong kinh điển lời khích lệ chúng ta quá nhiều